Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 90. Chương 891, Đội trưởng, Lạc Lối, 1. Quần áo màu trắng trên người của những thi thể vẫn chưa hoàn toàn phân hủy là thần bảo ánh sáng. Hơn 1.000 thi thể ở trong cái hố chôn tập thể này đều là tín đồ của ánh sáng. Bọn họ từng nhận được lời mời mọc từ tộc trưởng Bernard của tộc Ám Nguyệt, đi tới đảo Ám Nguyệt, cống hiến rất lớn cho sự phát triển của đảo Ám Nguyệt. Giống như chính tướng quân Taffman đã nói, sở dĩ tổ tiên Bernard có thể trở thành anh hùng được kính trọng nhất ở đảo Ám Nguyệt, tuyệt không chỉ là bởi vì câu chuyện tình yêu của ông ta, mà là bởi vì ông ta đủ sự vĩ đại, bởi vì ông ta đã làm nên đủ những chiến tích. Trên cơ sở nền tảng này thì câu chuyện tình yêu của ông ta mới được hậu nhân bàn tán một cách say sưa, ca tụng và truyền miệng nhau. Dưới sự quản lý của Bernard, đảo Ám Nguyệt đã phát triển một cách nhảy vọt, để nó từ một thế lực nhỏ cô đơn giữa biển cả, lột xác trở thành một thế lực không thể nào xem nhẹ ở trong vùng biển này. Hiện nay, nó càng có thể đặt quan hệ hợp tác thành công với trật tự thần giáo. Những điều này đều là do thời đại của Bernard đặt nền móng xuống, xác định cơ cấu. Dù Karen chưa đọc qua hai quyển bút ký kia, nhưng phần nào cũng có thể đoán được. Có thể hấp dẫn một số lượng tàn dư ánh sáng có quy mô lớn như vậy đến đảo Ám Nguyệt để hợp tác, Bernard chắc chắn đã hứa hẹn với họ một vài thứ. Mà đối với những tàn dư ánh sáng này mà nói, có được một nơi để dừng chân, một căn cứ, một nơi vững chắc để bắt đầu lại từ đầu là sự dụ dỗ mà họ không cách nào chối từ được. Nhưng có điều, bọn họ tất nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bọn họ biết thân phận của mình nhạy cảm thế nào. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn bị mời đến hòn đảo này. Trong chuyện này thì vai trò của nhân tố Bernard có một tác dụng rất lớn. Nhưng đợi đến mọi việc kết thúc, đợi đến sau khi đám tàn dư ánh sáng này đã cống hiến sức lực và tâm huyết để phát triển đảo Ám Nguyệt, bọn họ bị chôn giết ở nơi này. Cái bia đá này chính là bia đá mà Bernard dựng nên cho họ. Trên bia mộ, khẳng định sự cống hiến của bọn họ, mà còn Bernard cũng không có che lấp sự phản bội vô liêm sỉ của mình. Hòn đảo này, khoảng cách với đảo Ám Nguyệt cũng không xa, lại bị phong tỏa vĩnh cửu, cho dù có lái thuyền ngang qua hòn đảo thì ngươi cũng không có cách nào có thể trông thấy sự tồn tại của nó. Nơi này không phải là đảo rắn, mà là một cái đảo mộ, ở đây không chỉ có chôn giấu thi thể của hơn 1.000 tín đồ ánh sáng, mà cùng với đó là bí mật về sự phát triển của đảo Ám Nguyệt và một mặt dơ bẩn đen tối của vị tổ tiên Bernard vẫn được người ngợi ca kia. Ophelia cắn môi, bây giờ cảm xúc trong lòng cô rất phức tạp. Đương nhiên, Karen tin tưởng tâm trạng của cô ấy sẽ khôi phục lại rất nhanh thôi, sẽ không bởi vì việc này mà sụp đổ, thậm chí phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài cũng không thể. Suy cho cùng thì trên cương vị của một vị tổ tiên, Bernard đã làm ra những cống hiến vĩ đại vì mình. Vì con cháu hậu thế của mình và dân cư của đảo Ám Nguyệt, Ophelia là một trong những người cạnh tranh tiềm năng cho vị trí tộc trưởng của tộc Ám Nguyệt. Cho dù rằng bây giờ cô vẫn còn rất trẻ, nhưng cô cũng không thể nào không biết về một bộ mặt đen tối xấu xa của những kẻ quyền cao chức trọng. Chỉ có điều vì câu chuyện của tổ tiên Bernard quá đẹp đẽ đến mức khi nó đặt cạnh hiện thực, một sự chênh lệch xuất hiện khiến người ta không thể ngờ. Cảm giác về sự chênh lệch này cũng xuất hiện ở phía của Karen. Bởi vì hình tượng Bernard trong sự nhận biết lúc đầu của Karen chỉ là một vị thiếu tộc trưởng đáng thương đau khổ khi theo đuổi PALL. Cho dù PALL cảm thấy vô cùng phản cảm đối với sự dây dưa của ông ta, khiêu khích châm chọc đủ cách, thậm chí bỏ quên ông ta ở trên một hòn đảo hoang đầy nguy hiểm, nhưng ông ta vẫn như cũ si mê với câu chuyện tình yêu của mình. À không, ông ta còn cần những lời nói dối của mình, viết ra một giấc mộng đẹp. Ở trong giấc mộng đẹp này, ông ta không chỉ tự làm bản thân mình cảm động, mà còn làm cảm động biệt bao thế hệ người sống trên đảo Ám Nguyệt. Cho tới khi Ophelia đứng trước mộ bia của PALL ở trang viên Ellen, vậy mà đôi mắt vẫn có thể đỏ lên. Đây là một người đáng buồn, đây là một người rất đáng thương, ngươi thậm chí sẽ sinh ra cảm xúc đồng tình dành cho ông ta. Nhưng chính một người như, vào thời điểm này đã cho Karen thấy được bộ mặt máu lạnh vô tình của ông ta. Karen đã tiếp xúc với người của ánh sáng thần giáo, bọn họ rất cẩn thận, bọn họ cũng đã cẩn thận, bọn họ thiếu sự tín nhiệm đối với mọi thứ xung quanh. Nhưng cho dù là một đám người như bọn họ vẫn như cũ mà bị Bernard lợi dụng thành công và phản bội. Chương 892, Đội trưởng,
lạc lối. 2. Ophelia mở miệng nói, tôi vừa mới bắt đầu xem quyển bút ký, tôi nghĩ phần cuối của nó sẽ có một đoạn ghi chép về việc này. Nhưng đáng tiếc, cô lại biết trước đáp án. Đáng tiếc sao? Ophelia lẩm bẩm nói. Có lẽ đây cũng nguyên nhân vì sao chú cô bảo khi xem những tài liệu này cần ám nguyệt chúc phúc trên người cô, vì những thứ này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ophelia nhẹ gật đầu, nói, người mà anh đuổi theo lúc nãy là tàn dư của ánh sáng sao? Đúng thế, hắn ta biết trận pháp dịch chuyển kia ở trong nhà của chú tôi. Bây giờ xem ra là đúng như vậy. Thân phận của hắn ta là ai? Tôi không biết. Anh vẫn đang che giấu trước mặt tôi sao? Đúng vậy, có một số việc tôi không thể nói cho cô nghe được. Chúng ta là người đồng tộc, có phải không? Tôi vẫn đang tìm kiếm cảm giác thuộc về đây, với lại bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để thảo luận về chủ đề này. Việc quan trọng bây giờ đó là làm sao để chúng ta quay trở về. Bia đá kia chỉ là điểm tiếp dẫn của trận pháp dịch chuyển. Khu biệt thự kia của chú cô, chủ nhân trước đó của nó là ai? Nơi này vẫn luôn thuộc về sản nghiệp trong cung, người trong dòng chính có thể có quyền sử dụng nó. Nói cách khác, trong quá khứ, khu biệt thự kia có lẽ cũng thuộc về tổ tiên Bernard. Chú đã từng nói, khu biệt thự kia từng thuộc về một người, người đó chắc hẳn là tàn dư ánh sáng, thủ lĩnh của nhóm tàn dư ánh sáng này. Khu biệt thự rất lớn, cũng không nhất định chỉ có một người ở, cho nên nơi này tuyệt đối không có khả năng chỉ là trận pháp dịch chuyển một chiều. Trận pháp dịch chuyển trở về đảo Ám Nguyệt chắc chắn cũng nằm trên hòn đảo này. Cô nhìn xem, những thi thể này được sắp xếp rất chỉnh tề, tất nhiên đã được người giết xử lý. Những người xử lý thi thể, để lại bia mộ này, bọn họ chắc chắn cũng cần phải quay về. Nói không chừng, tổ tiên Bernard lúc còn sống cũng sẽ thường xuyên tới đây thăm viếng một chút. Thăm viếng. Nhớ lại các bạn bè ngày xưa, việc này cũng không có gì mâu thuẫn, mặc dù ông ta đã phản bội và sát hại bọn họ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm đi, tôi muốn rời khỏi nơi này, mà nơi này cũng không nên bị phơi bày ra ánh sáng. Nghe lời này của cô, tôi có cảm giác giống như cô đang muốn giết tôi để diệt khẩu vậy. Anh là hậu nhân của tổ tiên Bernard, đáng lẽ cũng phải bảo vệ sự vĩ đại của tổ tiên mình. Có lẽ tôi có thể học hỏi theo nhà văn La Tân, để lại một cuốn nhật ký bí mật của Karen, chờ đến sau khi tôi chết được 50 năm thì xuất bản. Lúc này cũng không phải lúc thích hợp để anh đùa, trong lòng của tôi vẫn còn đang kiềm chế cơn giận vì sự giấu giếm đêm nay của anh. Tôi biết, cho nên tôi đang muốn giúp cô phân tán đi sự chú ý của mình. Ophelia đưa tay nắm về phía cổ áo của Karen, ánh mắt của Karen híp, lại lùi chân về phía sau tránh thoát. Những lời tôi nói với chú mình đêm nay, anh đều nghe được, tôi đã có nói, tôi có ấn tượng tốt về anh. Tôi cũng có ấn tượng tốt với cô. Cô rất mỹ lệ, cũng rất đáng yêu. Có lẽ tôi nên học theo tổ tiên Bernard, cũng chôn cậu ở nơi này. Đây là một nơi tốt để chôn sâu những cảm giác xấu hổ đó, không phải sao? Karen nghe vậy, liếm môi một cái. Anh biết cô ta đã tức giận. Với thân phận của cô ta, từ lúc xế chiều gặp mặt, buổi tối trong biệt thự cho đến tận bây giờ, cứ thế mà nhịn xuống cho đến bây giờ mới có dấu hiệu bộc phát ra, đã rất không dễ dàng. Tôi có thể làm được. Dù anh có huyết thống của Ám Nguyệt, anh có địa vị rất cao ở trật tự thần giáo, nhưng không nên thật sự chọc giận tôi. Được rồi, Ophelia nhẹ gật đầu, nói, bây giờ nên tìm trận pháp dịch chuyển rồi. Được rồi. Karen cũng hiểu rõ, trong lòng cô đang ấm ức, trong lòng đang cảm thấy không thoải mái. Dưới tình hình này, trừ phi mình nguyện ý dỗ dành, nếu không thì bất kể mình nói cái gì đi nữa thì đều là sai lầm. Vẫn may rằng Karen tin tưởng cô ấy chỉ nói lời ngoài miệng mà thôi, cô có thể khống chế tâm trạng của mình lại. Vị trí trận pháp dịch chuyển có lẽ cũng không thể nào đặt ở bờ biển, cho nên hai người đi về phía nơi rừng cây rậm rạp. Trên hòn đảo này có rất nhiều rắn, lúc bước đi thì gót giày rất dễ mà dẫm lên những mảnh da rắn nằm trên mặt đất. Phát ra tiếng vang giòn tan, Karen rốt cuộc cũng hiểu được lai lịch về tên gọi của túi xách da rắn. Mặc dù thảm thực vật trên hòn đảo này rất rậm rạp, nhưng mà có vẻ cũng không có dấu vết hoạt động của những sinh vật khác, cho nên nhiều rắn như vậy làm sao sống sót được trên hòn đảo này. Vị trí trung tâm của hòn đảo có một ngọn đồi, cũng không cao, Ophelia dẫm lên trên đá mà bước đến. Karen đi theo ở phía sau, hai người vừa đi vừa quan sát bốn phía xung quanh để tìm kiếm dấu vết của hang động. Rốt cục,
Hai người đã đến đỉnh đồi, ở nơi này, có thể quan sát được cả hòn đảo, bốn phía đều là biển, mang đến một loại cảm giác tuyệt vọng vì bị cô lập. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 893, Đội trưởng, Lạc lối, A. Tách đi mà tìm, tôi đi về hướng này, anh đi về hướng kia, sau một tiếng, chúng ta tập hợp lại ở chỗ này. Ophelia đề nghị, tôi không đồng ý việc tách đi ra tìm. Karen im lặng cả đoạn đường lúc này lên tiếng, làm vậy thì dễ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong một nơi vừa nguy hiểm vừa xa lạ, còn phải chia ra hành động, đây hoàn toàn là giúp một tay để cho việc ngoài ý muốn xảy ra, làm nên cho sự bất ngờ phát sinh. Nhưng Ophelia hình như đã hiểu nhầm ý muốn của Karen, cô ta mở miệng nói, tôi sẽ không dịch chuyển trở về một mình rồi bỏ anh ở lại đây đâu. Karen nhìn cô một cái, có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn được, cố gắng giữ giọng nói của mình bình thản. Tôi chưa bao giờ lo lắng rằng cô sẽ mặc kệ tôi sang một bên mà tự mình rời đi. Vậy tại sao? Tôi nhát gan, tôi sợ hãi, tôi ngại bóng tối. Ophelia nhìn xem Karen một hồi lâu, cũng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, đi hướng này đi. Karen và Ophelia cùng bắt đầu xuống dốc, Ophelia đi trước, Karen ngay sau lưng. Lúc xuống được một nửa con dốc, Ophelia dừng bước, bởi vì phía trước xuất hiện một cái hang núi. Trận pháp dịch chuyển, rất có thể đang ở bên trong. Ophelia nói rồi móc một viên dạ minh châu ra từ trong túi của mình, ngón giữa sờ lên trên, viên dạ minh châu này bắt đầu lấp lóe ánh sáng, cái độ sáng này không thua gì đèn pha. Hai người tiến vào trong hang, ngoài dự tính thì trong hang rất khô ráo, theo lý thuyết, cái hang này hẳn là một cái ổ thiên nhiên của bầy rắn. Nhưng bên trong không trông thấy có vảy rắn và da rắn, cũng không có mùi hôi thối giống trên người lũ rắn kia. Sau khi đi vào trong một đoạn, phía trước xuất hiện một cánh cửa bằng đá. Karen chuẩn bị bước lên đẩy nó ra, Ophelia lại vượt lên trước một bước, đưa tay đẩy, cửa đá được đẩy ra. Dạ Minh Châu bắt đầu lơ lửng lên, bay vào trong đó, chiếu sáng hoàn cảnh bên trong. Bên trong có một cái lò, phía trên có một nồi nấu. Lò rất nhỏ, cũng chỉ có một công dụng là hỗ trợ cho cái nồi. Sâu vào trong, còn có một cái giường đá, một cái tủ đá. Nơi này, tất nhiên là một nơi trú ẩn đơn sơ điều kiện gì cũng thiếu thốn. Karen thậm chí nhìn thấy một cái bình lớn đặt ở trong góc. Nếu không có gì bất ngờ thì đây là một cái ống nhổ. Dạ Minh Châu lơ lửng bay lên, phía trên còn có một cái đèn treo khắc ra từ khối đá. Bên trong chắc là để chứa dầu, chỉ có điều bây giờ cũng không đốt cháy lên được. Nơi mà chúng ta bước vào, có lẽ đã không đúng, lối vào, vốn phải là ở đây. Karen chỉ vào một cánh cửa ở vách tường bên kia. Ophelia đi qua, đưa tay đẩy ra, sau cánh cửa là một không gian càng rộng hơn, bên trong có đặt một cái bàn, có vẻ như đây là phòng khách. Cùng với viên dạ Minh Châu bồng bềnh từ từ chiếu sáng càng nhiều nơi hơn, phía trước xuất hiện hai cái bóng người. Sự xuất hiện của hai bóng người này khiến cho Ophelia và Karen trong nháy mắt đều bước vào trạng thái đề phòng, nhưng chỉ rất nhanh sau đó. Hai người đều phát hiện mình đang sợ bóng sợ gió, vốn dĩ cũng không phải hai bóng người, mà là hai pho tượng đá hình người. Phía đối diện với hai pho tượng đá hình người này được trưng bày hai cái quan tài đá. Đây là pho tượng của tổ tiên Bernard. Ophelia chỉ vào một pho tượng đá rồi nói, pho tượng đá này trông có vẻ rất quen mắt. Karen đến gần để xem xét, phát hiện đây là một pho tượng nữ. Người nữ này đội mũ trùm đầu, trên cổ có treo một chuỗi dây chuyền đá quý, mặc váy dài trên người, dưới chân mang giày, trong tay còn cầm một cây gậy phép thuật. Đây không phải chính là PALL sao? Là PALL, Karen nói. À, đúng, trong khu tưởng niệm mà tổ tiên Bernard xây cho bà PALL trong cung điện, tôi cũng đã thấy được pho tượng của bà ấy, đúng là bà PALL. Ánh mắt của Karen để ý đến một chi tiết, hai cánh tay của tượng đá là đang nắm cùng nhau, giống như là một đôi tính nhân cùng đứng. Chi tiết này khiến cho Karen theo bản năng mà cảm thấy không thoải mái. Nếu như không phải lúc này Ophelia đang đứng ngay cạnh bên mình, anh ta có lẽ sẽ trực tiếp đập nát bức tượng này của Bernard. Bây giờ, anh thật sự có thể cảm nhận được tâm trạng buồn nôn của PALL khi nói đến kẻ phiền phức này. Bernard thật là một kẻ tự luyến đến mức khiến người khác thấy buồn nôn.
Còn hai cái quan tài đá này là... Ophelia nhìn xem hai cỗ quan tài đá, tượng trưng cho ngụ ý rằng tổ tiên Bernard và bà Pall sau khi chết muốn cùng chôn ở một chỗ sao. Có thể mở ra mà nhìn xem. Karen đề nghị. Ophelia do dự một chút, vẫn gật đầu. Karen cúi người, đưa tay bắt lấy rìa nắp quan tài, bắt đầu dùng lực mà đẩy, một hồi âm thanh ma sát giữa đá vang lên cùng với bụi bặm bay ra. Cuối cùng, nắp quan tài đá được Karen đẩy ra một nửa, bên trong trống rỗng, không có thi thể. Có lẽ chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng, Ophelia nói lại suy đoán của mình lúc nãy. Karen cũng từ chối cho ý kiến, đi đến trước cái quan tài đá thứ hai, cúi người, hai tay bắt lấy nắp quan tài, bắt đầu đẩy. Khiến cho Karen cảm thấy ngoài ý muốn đó chính là lần đẩy này cũng không tạo ra cho bụi giống như lúc nãy. Điều đó có nghĩa rằng cỗ quan tài này vừa mới có người đẩy ra. Là ai? Là ai? Đội trưởng, là ngài sao? Đội trưởng lúc trước đã đến nơi này rồi. Vậy bây giờ thì người ở đâu? Dù sao cũng là ba người cùng được dịch chuyển đến nơi này, khả năng rất lớn chính là do đội trưởng. Karen tiếp tục đẩy cái nắp quan tài ra, trong cỗ quan tài này cũng không phải trống rỗng, bên trong bất ngờ lại có một bộ thi thể nữ đang nằm. Thi thể đã mất nước biến thành một cái xác khô, nhưng có điều vẫn còn giữ lại vài phần dáng vẻ lúc còn sống, quần áo trên người cũng là thần bảo ánh sáng. Chương 894, đội trưởng, lạc lối, 4. Không phải là bà Pall, Ophelia nói. Nói nhảm, bây giờ Pall còn nằm ngủ ở trên giường lớn trong phòng ngủ, làm sao có thể nằm ở chỗ này? Karen lắc đầu, nói, là vợ của ông ta. Vợ của ông ta. Sự bố trí này cũng không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, chắc hẳn là do hai bên bố trí với ngụ ý quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Là của người đã để lại cuốn bút ký kia sao? Chú đã để lại cho cô hai quyển bút ký, một quyển là của tổ tiên Bernard, một quyển khác thì là của ông ta, mà ông ta thì chính là thủ lĩnh của nhóm tín đồ ánh sáng này. Có lẽ vậy, Karen chỉ vào bức tượng đá của Bernard. Bernard nhờ vào phương thức này để kéo dài tình hữu nghị giữa bọn họ. Hai pho tượng đá này, một để đại biểu cho Bernard, bên cạnh là bà Pall, là người phụ nữ mà Bernard cho rằng là một nửa của mình. Đối diện, bên trong hai cái quan tài kia, cũng hẳn là ông ta và vợ của mình. Ophelia để ý đến lúc Karen nhắc đến Bernard cũng không sử dụng kính ngữ, nhưng cô chỉ nghĩ đây là đương nhiên vì cho rằng Karen cũng không có lòng cảm mến gì với huyết mạch của mình và đảo Ám Nguyệt. Trên thực tế, sự chán ghét trong lòng Karen dành cho Bernard đã tăng lên đến điểm tột cùng. Rốt cuộc phải là loại người vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể làm ra được việc sau khi giết chết vợ và toàn bộ thuộc hạ của người khác rồi lại bố trí chỗ này như kiểu đang chơi trò nhà tròi vậy. Thật sự không biết xấu hổ. Chỉ có vợ của ông ta sao? Ophelia hỏi. Ông ta chắc là đã trốn thoát, không bị Bernard sát hại. Trốn thoát? Vậy người mà anh đuổi theo lúc nãy? Là hậu duệ của ông ta sao? Bây giờ cứ xem là như vậy đi. Ông ta hẳn là hậu duệ của vị giáo hoàng điên kia, cũng chính là người của gia tộc Phileas, cái người đã chết ở dưới đáy biển. Thi thể mà đội trưởng đã phát hiện là của ông ta, đội trưởng đã ăn ông ấy, trên một mức độ nào đó thì đã hợp nhất lại với ông ta. Cho nên nếu nói gượng ép rằng đội trưởng là hậu duệ của ông ta thì cũng không sai. Phileas đã từng chỉ huy một đội tín ngưỡng ánh sáng khổng lồ, cùng Bernard tiến hành hợp tác, trợ giúp Bernard xây dựng đảo Ám Nguyệt. Sau khi mọi chuyện thành công, Bernard đã lừa giết tất cả bọn họ. Vợ của Phileas cũng đã chết trong cuộc phản bội này, bản thân Phileas thì đã trốn đi. Ông ta chết vì gặp chuyện ngoài ý muốn trong lúc chạy trốn sự truy sát, hay là sau khi trốn khỏi sự truy sát một thời gian thì chết trong hang động dưới đáy biển. Điều này, Karen không thể nào biết được, nhưng bằng vào sự nhắc nhở trong ký ức của đội trưởng, Phileas tất nhiên là ông ta. Trách không được đội trưởng dù một ngày cũng không chịu chờ đợi, mặc cho chủ nhân của nơi này đã trở về cũng nhất định phải đến tìm bí mật của nơi này. Bí mật của nơi này đối với ông ta mà nói, thật sự cực kỳ quan trọng. Trận pháp dịch chuyển, có vẻ cũng không ở nơi này. Ophelia nói, cô vẫn là quan tâm trở về như thế nào hơn. Chắc là ở bên ngoài, lúc nãy chúng ta đi vào đây từ cửa sau, đi ra ngoài đây mới là cửa chính. Karen điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khép kín lại nắp quan tài, đứng người lên, ra hiệu cho Ophelia đi ra ngoài cùng với mình. Bên ngoài còn có một cánh cửa đá,
Sau khi đẩy nó ra, tầm mắt phía ngoài đã rõ ràng hơn, nơi này đối diện với đảo Ám Nguyệt. Mà bên ngoài có một cái đài được cây cối che phủ, có thể vết tích rõ ràng của bê tông, trận pháp dịch chuyển là ở chỗ này. Có người, Ophelia phát ra tiếng nhắc nhở. Karen cũng chú ý tới, ở trên đài có một người đang đứng đó, trên đầu người kia có đội một cái đầu hươu. Đội trưởng. Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, đội trưởng ở chỗ này chờ mình để cùng nhau trở về. Được rồi, cuộc thám hiểm đêm nay hoặc gọi là trò khôi hài này. Có thể kết thúc, mình rất nhớ thời gian nằm trên cái giường mềm trong khách sạn, đêm nay vốn là anh đang tắm suối nước nóng. Nhưng mà, tình huống xảy ra tiếp theo lại làm cho Karen vừa mới thả lỏng tinh thần lại lập tức căng thẳng lên. Irina, em rời khỏi anh mà đi, Irina. Đội trưởng đang hoài niệm về tiểu thư Irina sao? Jennifer, em rời khỏi anh mà đi, Jennifer. Jennifer. Karen theo bản năng mà nghĩ đến người phụ nữ nằm trong quan tài đá mà mình đẩy nắp ra lúc nãy. Vào lúc này, đội trưởng quay đầu nhìn về vị trí phía Karen và Ophelia. Cảm giác tim đập nhanh xuất hiện trong lòng của Karen lúc mà cái tên Jennifer của một người phụ nữ xa lạ được nói lên từ miệng của đội trưởng thì Karen đã biết sự việc lúc này đã không bình thường. Đội trưởng đưa tay, tháo cái đầu hươu che mặt mình xuống. Cũng không phải để lộ ra một gương mặt bị khăn đen che phủ, cũng không phải mặt của đội trưởng mà là một bộ mặt biến dạng đầy vết máu tanh. Đội trưởng đã tháo mặt nạ của mình xuống. Ánh mắt của đội trưởng hướng về trên người của Ophelia, làm động tác hít sâu một hơi, cười gằn nói là hương vị của huyết thống Ám Nguyệt. Không sai, là cái mùi này. Ha ha, Ám Nguyệt. Cần phải diệt vong. Huyết thống Ám Nguyệt cũng phải diệt sạch. Đội trưởng, lạc lối. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 895, đội trưởng đáng sợ, 1. Đội trưởng vặn vặn cổ, phát ra một chuỗi âm thanh giòn vang, 10 ngón của hai bàn tay run lên nhè nhẹ, giống như là một con dã thú đã bị giam cầm không biết bao lâu, lúc này được thả ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, một luồng hào quang thuần khiết xuất hiện bên người của đội trưởng. Dữ tợn nhưng lại thần thánh, phẫn nộ nhưng lại bình thản, méo mó nhưng lại ôn hòa. Hai loại hình thái hoàn toàn đối lập, cứ thế mà xuất hiện trên người của đội trưởng, cũng không hài hòa, nhưng lại thật sự tồn tại. Ta từng lập lời thề, khi ta trở về, sẽ ra sức uống máu tươi của Ám Nguyệt. Giống, đội trưởng phát ra một tiếng gào, lập tức vọt về phía của Karen và Ophelia. Ophelia theo thói quen mà bước lên trước, che Karen ở đằng sau mình, trong tay của cô xuất hiện một cuốn quyển trục, cổ tay rung lên, quyển trục rơi xuống. Trong chốc lát, phù văn của một trận pháp cỡ nhỏ xuất hiện. Từ bên trong của trận pháp này, xuất hiện một thanh kiếm. Karen thấy cảnh này rất quen thuộc, bởi vì trong nhà anh có một cái tủ lạnh cũ cũng có tác dụng tương tự. Ophelia là công chúa của đảo Ám Nguyệt, có được sự đãi ngộ như vậy thì cũng bình thường. Với lại, người ta cũng sẽ không giống như chính mình mà cảm thấy đau lòng vì số phiếu điểm bỏ ra cho một lần dịch chuyển vũ khí đến. Có điều, Karen rõ ràng, lúc để Ophelia sử dụng quyển trục, cô có thể triệu hồi một trận pháp phù văn cỡ nhỏ. Cũng là nhờ khoảng cách của chỗ này đến đảo Ám Nguyệt không xa, nếu là khoảng cách xa hơn chút nữa, Ophelia cũng không cách nào triệu hoán đến vũ khí của mình. Về điểm này, cái tủ lạnh kia ở nhà mình càng có ưu điểm hơn bởi vì nó có thể thăng cấp. Chỉ có điều chi phí cho việc thăng cấp thật sự quá lớn, cái giá phải trả lúc sử dụng cũng sẽ cao hơn, nói ngắn gọn. Bây giờ cho dù có đổ hết tài sản của Karen vào, cũng không đủ để thăng cấp cái công trình này. Ophelia rút ra một thanh đại kiếm, trên chuôi được khảm nạm đá quý, toàn thân kiếm phủ một màu tím. Thanh kiếm này rất khó để so sánh hơn kém với thanh kiếm lưu tư mà Ophelia đưa cho mình, dù sao thì người ta là công chúa cũng không thể nào thiếu vũ khí được. Trên thân kiếm mà Ophelia rút ra bỗng nhiên trong nháy mắt bắn ra năng lượng Ám Nguyệt, đại kiếm được kích hoạt, phóng ra ánh hào quang màu tím chói sáng, sau đó lập tức bổ về phía đội trưởng đang lao về bên này. Đang lúc thân thể đội trưởng sắp bị thanh đại kiếm này chém một phát làm hai, thân hình của đội trưởng đột nhiên biến mất, lại gần như cùng lúc đó xuất hiện ở sau lưng của Ophelia. Đại kiếm của Ophelia vung xuống đồng thời trong nháy mắt lại vung lên, trực tiếp thay đổi phương hướng, đâm về phía sau lưng mình.
Đội trưởng lui lại một lần nữa, nhưng vào lúc này trên thanh đại kiếm lại xuất hiện một tấm lưới màu tím, phong tỏa lại đường lui của đội trưởng. Phốc! Đại kiếm đâm về phía lồng ngực của đội trưởng, Ophelia không chút do dự nào mà thuận thế vỗ vào chuôi kiếm, một lực rất mạnh truyền theo đến thân kiếm. Ông! Cuối cùng thì luồng lực này truyền qua thanh kiếm vào người của đội trưởng. Ầm! Thân thể của đội trưởng lập tức nổ tung. Từ lúc đội trưởng vọt tới đến khi Ophelia rút kiếm, hai bên chạm trán nhau trong phút chốc, tất cả quá trình vừa rồi đều chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngắn đến nỗi Karen chỉ mới vô ý thức ngưng tụ ra áo giáp hải thần và lưỡi đao ám nguyệt, còn chưa kịp tham gia vào cuộc chiến. Sau đó, đội trưởng nổ tung ngay trước mặt của Karen. Karen dùng sức mà chớp mắt, anh vốn vẫn luôn cảm thấy trong lúc chiến đấu mà bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng là một chuyện ngu xuẩn, nhưng có đôi khi lý tính sẽ không cách nào khống chế được cảm tính. Đội trưởng bỗng nhiên lạc lối đã khiến cho tâm lý của Karen rất bất ngờ, mà cơ thể của đội trưởng nổ tung cũng khiến đầu óc Karen bỗng trống rỗng trong chốc lát. Cẩn thận, hắn vẫn chưa chết, Ophelia hét lên với Karen. Một đôi tay xuất hiện ở dưới chân của Karen, sau đó túm lấy mắt cá chân của anh. Trong lúc không tập trung, Karen cảm giác được mạng sống của mình bị đe dọa, ánh mắt trong phút chốc tỉnh táo lại. Trật tự, lồng giam. Lồng giam xuất hiện, bao phủ cả người Karen. Anh sử dụng lồng giam để phong tỏa bản thân mình, đồng thời cũng ngăn cách những thứ phía bên ngoài. Đôi tay trắng nõn kia bỗng đánh về phía kết giới của lồng giam. Trong chốc lát, từng đường vết dạn từ từ lan ra xung quanh. Karen cố ý muốn đem dùng lưỡi đao ám nguyệt để chặt hai cánh tay này xuống, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên căng thẳng. Trật tự, tấm chắn bảo vệ. Từng tấm chắn xuất hiện ở dưới người của Karen, cắt đứt liên hệ giữa mình và hai cánh tay kia, mà hai cái tay kia lúc này đã nắm lại, hai ngón trỏ chỉ về hướng Karen. Hai tia sáng màu trắng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng qua tấm chắn mà Karen triệu hồi và cũng phá vỡ lớp lồng giam bao phủ xung quanh người Karen. Áo giáp hải thần trên người của Karen nhanh chóng kích hoạt năng, lực hệ thủy của thủy tổ Ellen đến mức cao nhất, dòng nước phía ngoài nhanh chóng đóng băng lại. Chương 896, đội trưởng đáng sợ, 2. Karen chỉ cảm thấy ngực của mình như chịu phải hai cú đấm cực mạnh, cả người bay văng ra bên ngoài. Karen nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của cơ thể mình giữa không trung. Nhưng anh chợt phát hiện, ở nơi mà mình sắp đáp xuống, hai cái tay kia vậy mà xuất hiện trước ở đó, giống như là đang chờ mình sẵn. Một luồng khói đen bao phủ Karen lại, sau đó cơ thể nhanh chóng hóa thành khói đen, cố gắng thay đổi phương hướng di chuyển, rời khỏi vị trí lúc nãy. Hai cái tay kia tựa như còn muốn đuổi theo, nhưng một thanh đại kiếm màu tím lại rơi xuống, đâm vào giữa đôi tay này, sau đó Ophelia vừa ra sức đâm sâu xuống. Oanh! Một vụ nổ lớn được tạo ra trên mặt đất, nhưng cùng với lúc rút thanh đại kiếm ra, trên mũi kiếm cũng không có vết máu, chỉ có một con búp bê vải bị đâm. Karen nhớ rõ cái con búp bê vải này là chiến lợi phẩm trong lúc giết chết quan phán quyết lúc lần trước, tổng cộng có hai con, xem ra đội trưởng giữ nó lại để dùng. Thanh đại kiếm trong tay Ophelia phát ra tiếng vang nhẹ, búp bê vải trực tiếp vỡ ra. Karen cũng xuất hiện cạnh bên người của Ophelia, ý định của Karen là mỗi người chia nhau trông chừng một phía, nhưng Ophelia lại nói thẳng, tôi tấn công, anh yểm trợ cho tôi. Karen nhẹ gật đầu, nói, được. Và lại, Karen đã điều chỉnh lại xong tâm trạng của mình, trong nội tâm đã không còn sự chần chừ. Nếu đội trưởng thật sự đã lạc lối, vậy thì người này đã không còn là đội trưởng, mình cũng không còn gì để băn khoăn nữa. Ha ha, tiếng cười truyền đến từ đằng trước, bóng dáng của đội trưởng bước ra từ một góc tối tăm. Tay Ophelia đè mũi kiếm xuống, chuẩn bị xong cho lần xung kích tiếp theo. Karen thì thu hồi lưỡi đao ám nguyệt, chỉ để lại áo giáp hải thần để phòng ngự, bởi vì trong tay anh cũng không có vũ khí thật chất. Sức mạnh của lưỡi đao ám nguyệt cũng không thể nào phát huy ra một cách toàn diện, chẳng bằng tập trung yểm trợ cho Ophelia. Thần nói, phải có ánh sáng. Cùng với lời nói của đội trưởng vừa cất lên, dưới chân của Ophelia và Karen xuất hiện một vòng tròn ánh sáng. Sau khi cái vòng tròn ánh sáng này xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng mở rộng ra. Karen lập tức hạ người xuống, hai tay kề sát mặt đất, một màu đen trong nháy mắt đã bao trùm khu vực này, hoàn thành việc phong tỏa. Nhưng sau một khắc, khu vực màu đen bắt đầu xuất hiện từng điểm nhỏ phồng lên, những thứ ở bên dưới có vẻ như đang chui ra một lần nữa.
Karen ngước cổ lên, tiếp tục truyền thêm năng lượng linh tính của mình. Trật tự, màn đêm cô lập. Đây là thuật pháp của cấp bậc thẩm phán quan. Tác dụng của nó là loại bỏ ánh sáng xung quanh mình. Dưới tình huống bình thường thì thuật pháp này rất dư thừa. Bởi vì nó mục đích sử dụng thường xuyên nhất của nó là lúc bản thân người dùng muốn tuyên đọc trật tự điều lệ, thuật pháp này sẽ tạo cho người dùng thêm tính trang nghiêm và thần bí. Nhưng bây giờ, một chiêu vô cùng dư thừa và chẳng có tác dụng gì mấy này lại có thể vừa phù hợp để đối phó với tình huống lúc này. Rốt cục, mặt đất trở lại bình thường, chiêu thuật pháp vừa rồi của đội trưởng còn chưa có kết quả thì đã bị hóa giải. Lúc nãy hắn ta vừa mới thăm dò chúng ta. Ophelia nói, chắc hẳn là đang thử thăm dò cô đấy. Karen suy nghĩ thầm trong lòng. Nhưng rất nhanh, Karen lại nhận ra được, cho dù là bản thân của đội trưởng, hình như cũng không biết được thực lực của bản thân mình đạt đến đâu, cho nên đội trưởng cũng là đang thử tự thăm dò chính mình. Không, cho rằng đội trưởng vốn dĩ muốn hấp thu ký ức của ông ta cũng cần thời gian, cho nên lúc này ông ta đang chiếm hữu thể xác của đội trưởng. Có lẽ cũng không biết rõ cơ thể mình, ít nhất là cũng không biết được hoàn toàn, cũng không rõ ràng năng lực của chính mình. Tôi đang thử dùng cách đấu cận chiến để ngăn cản hắn ta, anh lén đi khởi động trận pháp dịch chuyển. Ophelia điều chỉnh lại nhịp hô hấp của mình, Karen đứng lên ở phía sau cô, một tầng năng lượng thanh tẩy màu đen xuất hiện trên người Ophelia. Ngay sau đó, Karen đưa tay đặt ở trên bả vai cô, trên người của Ophelia cũng xuất hiện một lớp áo giáp hải thần. Ophelia mở miệng nói, cảm ơn. Cô cẩn thận, anh nhanh lên. Ophelia múa thanh đại kiếm trong tay của mình, đây là lễ nghi khi mời quyết đấu. Đội trưởng thấy thế, hơi nghiêng cổ mình về phía bên phải, thú vị. Nói xong, đội trưởng nâng cánh tay của mình lên, một tia sáng trắng bỗng dưng chiếu xuống trong màn đêm đen kịt, chiếu lên trên người của đội trưởng. Một lớp áo giáp cũng xuất hiện trên người, trước người đội trưởng cũng có một thanh đại kiếm ánh sáng đang lơ lửng, thuật pháp kỵ sĩ ánh sáng. Cả người đội trưởng được vũ trang đầy đủ bước về phía của Ophelia, lần này trên mặt của đội trưởng cũng thể hiện sự nghiêm túc. Tất nhiên, dù nghiêm túc nhưng mà trong lúc Karen lách qua người của Ophelia, đội trưởng cũng không quan tâm đến Karen đang rời khỏi cuộc chiến. Đội trưởng dường như cũng rất chắn chắn rằng tất cả mọi chuyện đều trong tầm tay của mình. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 897, đội, trưởng đáng sợ, A. Bóng người của Karen xuất hiện ở trên đài, nhanh chóng tìm hiểu và quen thuộc với trận pháp, anh cũng cần một chút thời gian. Có điều, ở chỗ này, Karen có một điều sơ sẩy, đó chính là lần trước khi đội trưởng đánh bại người thừa kế tộc thủ mộ Anita kia. Karen chạy đến hiện trường sau khi đội trưởng chiến thắng, cũng không được tận mắt nhìn thấy sự cường đại của đội trưởng trong lúc chiến đấu cận chiến. Nếu không, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để Ophelia dùng phương pháp cận chiến để kéo dài thời gian. Đội trưởng tiến đến, giơ thanh đại kiếm ánh sáng của mình lên, Ophelia cũng giơ lên thanh đại kiếm màu tím của mình, hai thanh kiếm nhanh chóng va chạm vào nhau trong nháy mắt. Nhưng mà, thanh vũ khí thực chất nằm trong tay của Ophelia lại bị thanh vũ khí thuật pháp trong tay của đội trưởng áp chế từng bước một mà lùi về sau. Thân hình của Ophelia cũng dần dần có dấu hiệu hỗn loạn, chống đỡ không nổi. Đây là giao chiến cứng đọ cứng với nhau, hai người chỉ dùng sức mạnh bản thân mà chiến đấu với nhau. Ophelia vốn nghĩ rằng bản thân mình có thể giành được lợi thế ở phương diện này, nhưng bây giờ cô mới ý thức được rằng bản thân mình đã sai. Còn người này ở trước mặt mình, hắn ta cũng không chỉ am hiểu về thuật pháp, năng lượng ánh sáng khổng lồ kia cùng với thể chất mạnh mẽ của bản thân, khiến cho hắn ta có khả năng áp đảo tuyệt đối với đối thủ trong lúc giao đấu cận chiến. Mà hết lần này tới lần khác trong hình thức chiến đấu cứng chọi cứng này, cả hai bên bất kể là bên nào bước vào khuynh hướng suy yếu thì cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì chống chọi. Một khi lui lại thì cũng có nghĩa rằng bị đối phương tìm thấy sơ hở, sau đó sẽ ngay lập tức đón nhận sự tấn công kinh khủng nhất. Lúc này Karen đang tìm hiểu về trận pháp, ngẩng đầu nhìn về phía cuộc chiến bên kia, lập tức đã thấy được rõ ràng tình thế lúc này, vào thời điểm này. Anh cần giúp Ophelia phá vỡ tiết tấu của cuộc chiến. Sau một khắc, bên cạnh hai tay của Karen ngưng tụ ra được hai ngọn thương trừng phạt, phóng về phía của đội trưởng. Tay phải của đội trưởng tiếp tục cầm đại kiếm áp chế Ophelia, trên cánh tay phải xuất hiện một cái khiên ánh sáng lớn màu trắng đầy vẻ cổ kính. Ông!
hai ngọn thương trừng phạt va chạm vào bên trên của cái khiên chắn ánh sáng, cũng không tạo ra bất cứ vụ nổ nào mà trái lại bị hóa thành hai điểm ánh sáng đen, trực tiếp bị tấm khiên ánh sáng hấp thụ. Thấy thế, Karen cũng không rời đi chỗ này để quay lại gia nhập vào cuộc chiến, mà chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, tập trung vào trận pháp ở trước mặt. Ophelia lại cùng đội trưởng tiếp tục liều mạng đánh nhau 20 chiêu, dưới tình huống dần dần không thể tiếp tục chống cự. Ophelia bắt đầu cố gắng giảm phòng ngự của mình xuống thấp, dần dần thay đổi thành cách chiến đấu dùng vết thương để đổi vết thương. Sau khi phát giác ra được ý đồ của Ophelia, đội trưởng vậy mà hoàn toàn bỏ xuống phòng ngự của mình, chém một kiếm của mình về phía Ophelia. Ophelia thấy thế, cũng không tránh né chút nào, thanh đại kiếm màu tím trong tay quét ngang qua. Đây là một nhát kiếm mà cả hai bên đều không phòng ngự. Nhưng vào lúc này, tấm khiên ánh sáng vốn vừa nãy xuất hiện trên tay trái của đội trưởng vào lúc này đã che ở trước người, thanh đại kiếm màu tím của Ophelia chém vào trên tấm khiên. Hào quang màu tím trên thanh kiếm trong nháy mắt đã bị rút khô, mất đi vẻ sáng ngời của nó, mà thanh đại kiếm ánh sáng của đội trưởng cũng đã chém về phía đầu của Ophelia. Dưới quần áo của Ophelia phát ra một luồng ánh sáng đỏ, một bóng người màu đỏ cao lớn xuất hiện ở sau người của Ophelia, hai tay giơ lên, giúp đỡ thanh đại kiếm lại, nhưng cùng với sự sôi trào của năng lượng ánh sáng, đạo kia bóng người màu đỏ ngòm chính đang nhanh chóng bốc hơi. Tất nhiên, đây là sự chuẩn bị của Ophelia, trên người cô có một thánh khí nào đó có thể triệu hồi ra bóng người màu đỏ vừa rồi ở sau lưng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nãy cô nguyện ý dùng tổn thương để đổi tổn thương với đối phương. Nhưng bây giờ, cục diện vẫn bị áp chế một cách chặt chẽ như cũ. Ophelia đưa tay muốn rút thanh đại kiếm màu tím của mình ra, nhưng vào lúc này thì tấm khiên ánh sáng kia lại hòa tan, hoàn toàn bám vào trên thân của thanh kiếm, khiến cho Ophelia không thể nào rút kiếm lại, bóng người màu đỏ sau người cũng sắp tiêu tán. Ophelia chỉ có thể lùi hẳn người về phía sau. Sau khi lùi ra ngoài, bóng người màu đỏ cũng đã tan biến hoàn toàn, đội trưởng chém một kiếm quét về phía Ophelia đang lùi về sau. Kiếm không có chạm đến người của cô, nhưng ánh sáng từ thanh kiếm quét ra lại trúng lên người của Ophelia, đánh bay cô. Nếu như không phải trên người cô có một lớp áo giáp hải thần và năng lượng thanh tẩy do Karen chúc phúc giảm bớt sát thương, tổn thương mà cô phải chịu sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như thế, lúc rơi xuống đất, Ophelia muốn đứng người lên, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể ngồi xổm lên. Đội trưởng cũng không cho Ophelia thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cô, giơ lên thanh đại kiếm ánh sáng. Nhưng Ophelia lật tay trái của mình lên, một cái gương soi mặt nhỏ rơi xuống mặt đất. Vô số ảo ảnh xúc tu bỗng xuất hiện từ trong mặt kính, quấn chặt toàn thân của đội trưởng lại. Trong nháy mắt, đội trưởng mất đi trọng tâm, cả người quỳ trên mặt đất. Ánh mắt của Ophelia híp lại, lòng bàn tay phải lật lên, ở trên xuất hiện một cái kim băng, cô cố ý để cho mũi kim đâm thủng lòng bàn tay mình. Sau khi chịu tác động từ máu tươi, kim băng trở thành màu đen, tạo ra một luồng hào quang màu bạc, Ophelia giơ tay phải của mình lên, trực tiếp đâm về phía đầu của đội trưởng. Nhưng trên đầu đội trưởng lúc này lại xuất hiện một chiếc mũ giáp. Chương 898, đội trưởng đáng sợ, 4. Ánh sáng màu bạc đâm đến, cũng chỉ phá vỡ mũ giáp đội trưởng đội trên đầu, đội trưởng hất cổ lên, phát ra một tiếng vang, nhưng cũng không chịu vết thương chí mạng nào. Mà lần đánh lén phản kích này cũng không thể thành công, Ophelia chỉ có thể bất đắc dĩ nở một nụ cười, cô không phải đối thủ của đối phương, cô đã thua. Đội trưởng đưa tay hướng về trước, giam cầm cô lại, phong tỏa toàn bộ, đồng thời, một cái tay khác cầm kiếm chuẩn bị chém đến. Lúc này Ophelia đã tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Lúc này, một luồng khói đen xuất hiện ở sau lưng đội trưởng, bóng người Karen cũng xuất hiện ở phía sau, mà lúc này, trong tay Karen đang nắm chặt thanh đại kiếm màu tím lúc nãy của Ophelia rơi ra. Thanh đại kiếm dưới sự tăng cường của năng lượng từ lưỡi đao ám nguyệt khiến cho lại tỏa ra ánh hào quang một lần nữa. Đội trưởng đã nhận ra có người đột kích ở sau lưng, tấm khiên chắn ánh sáng kia lại xuất hiện một lần nữa, chặn lại thanh đại kiếm. Nhưng tấm khiên vốn dĩ có thể chặn lại sự tấn công từ thanh đại kiếm này vào lúc này đã bị phá vỡ. Phốc, thanh đại kiếm màu tím không chỉ xuyên qua tấm khiên chắn mà còn xuyên thủng lớp giáp bên ngoài, xuyên qua ngực của đội trưởng. Bởi vì, trong lúc đâm kiếm vào, Karen bao phủ bên ngoài thanh kiếm bằng một lớp năng lượng ánh sáng.
giữa hai năng lượng có thuộc tính giống nhau sẽ dung hòa lẫn nhau, nhất là giữa năng lượng ánh sáng, thì hiệu quả này càng rõ rệt hơn. Suy cho cùng thì bất kỳ sự vật đặc thù gì đều có hai mặt của nó, khi ngươi có được năng lực chuyển hóa các nguồn sức mạnh khác nhau, tự nhiên cũng sẽ có một vài điểm uy hiếp ẩn giấu bên trong. Ophelia mở mắt ra, cô cảm giác được sự giam cầm của bản thân bị yếu bớt, mặc dù bị cô bị ngăn cách cũng không biết bên ngoài đã có việc gì xảy ra. Nhưng cô vốn dĩ ban đầu đã từ bỏ phản kháng, một lần nữa lại dấy lên một tia hy vọng, hai tay mở ra, lưỡi đao ám nguyệt xuất hiện, chém lên kết giới đang giam cầm mình. Ánh sáng, thiêu đốt, một ngọn lửa kinh khủng xuất hiện ở trên người đội trưởng, tựa như đang muốn hòa tan cả hai người bên cạnh mình. Năng lượng từ áo giáp hải thần truyền qua thanh đại kiểm, bao trùm lên người đối phương, năng lượng nước được truyền qua bao phủ lấy ngọn lửa nhằm áp chế lại đối trưởng đang nhanh chóng bay hơi. Mà sức mạnh thuộc tính thủy của thủy tổ Elon trong cơ thể của Karen cũng được kích hoạt hoàn toàn. Trải qua thời gian dài, năng lượng linh tính dồi dào được tích trữ trong người Karen vốn là một ưu thế, vào lúc này, anh đã phát huy ưu thế này ra một cách hoàn toàn. Giờ khắc này, năng lượng nước của Karen và ngọn lửa trên người đội trưởng đang không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Ophelia phá vỡ giam cầm, khôi phục lại tự do, trông thấy Karen cầm kiếm xuyên thủng cơ thể của người kia. Hai người cơ hồ đang dính vào nhau một cách điên cuồng, năng lượng nước và lửa trên thân đang không ngừng va chạm vào nhau. Cả khuôn mặt Karen vào lúc này đã vặn vẹo, hét lớn, pháp trận còn thiếu một bước cuối cùng, đi đi. Ophelia cắn nát bờ môi, không do dự, cũng không nói nhảm thêm một câu nào. Năng lượng ám nguyệt cuối cùng còn sót lại trong cơ thể được sử dụng, cô dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt đi về phía trận pháp trên đài. Hoàn toàn chính xác, công việc mở ra và chuẩn bị trận pháp đã được Karen hoàn thành xong, chỉ còn sót lại một bước cuối cùng. Ophelia truyền năng lượng linh tính của mình vào trên một vị trí của trận pháp khởi động thành công, ánh sáng màu trắng xuất hiện. Cô nhìn về phía bên kia, Karen vẫn như cũ đang quấn lấy đội trưởng, nhiệt độ cực nóng thiêu đốt đến mức da của Karen đỏ lên, trên người đang có hơi nước màu trắng không ngừng bay lên. Giống, người kia tựa như cảm ứng được trận pháp khởi động, muốn gắng gượng mà đứng người lên. Karen phát ra tiếng gào giận dữ, năng lượng linh tính nhanh chóng di chuyển khiến cho ý thức của anh cũng đang bắt đầu mơ hồ. Nhưng Karen vẫn gắng gượng hai tay mà nắm chặt thanh đại kiếm màu tím, đè đội trưởng xuống dưới đất. Karen, bóng người của Ophelia biến mất bên trong trận pháp, cô đã bị dịch chuyển khỏi nơi này. Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh đã gắng gượng chống chịu tới cực điểm, đội trưởng thật sự là quá mạnh. Anh bỗng nhiên nhớ lại lời mà đội trưởng từng tự nhủ quá lúc chạng vạng tối, nếu như cậu không thể phát hiện ra từ trước, vậy thì đi chết cùng với tôi đi. Thế nhưng mà đội trưởng, ngài cũng không nói là sẽ đến nhanh như vậy. Độ tinh khiết của ngọn lửa trên người đội trưởng cao hơn so với năng lượng thuộc tính thủy trên người của Karen, cho nên anh cần phải sử dụng nhiều năng lượng linh tính hơn để triệt tiêu. Năng lượng linh tính trên người của Karen lúc này cũng đã tiêu hao hết, anh ta biết mình sắp bị đốt cháy. Nhưng mà, trong lúc áo giáp hải thần trên người của Karen không còn duy trì được nữa mà biến mất, ngọn lửa cực nóng kia cũng cùng lúc mà tan biến theo. Người ta cũng đã đi rồi, cậu còn không mau rút thanh kiếm ra. Các bạn đang nghe truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 899, diễn viên chuyên nghiệp 1. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Karen thả lỏng tay ra, cả người lăn xuống trên mặt đất, miệng há to mà thở hồng hộc, nhưng hai con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào đội trưởng như cũ. Hai tay của đội trưởng vươn về phía sau để mò mẫm, nhưng bởi vì thanh kiếm của Karen đâm xuyên từ sau lưng, lại thêm thanh đại kiếm này cũng đủ dài, cho nên đội trưởng không với tới chuôi kiếm ở sau lưng. Động tác này nhìn có chút buồn cười, đội trưởng chỉ có thể nhìn về hướng Karen, nhưng Karen ra vẻ thờ ơ, rơi vào đường cùng. Đội trưởng chỉ có thể dùng hai tay mà bắt lấy thân kiếm ở trước ngực, từng chút một, đẩy thanh đại kiếm đang ghim trên người mình về phía sau. Đợi đến sau khi đã đẩy gần xong, đội trưởng thuận thế mà đứng người dậy, cả người ngả về phía sau, rốt cục, thanh đại kiếm rời khỏi cơ thể, rơi xuống mặt đất. Sau đó, đội trưởng tựa vào trên một tảng đá lớn bên cạnh, đưa tay xoa lên vị trí vết thương, nói, ngay vị trí trái tim. Cậu thật sự muốn giết ta đấy à? Đội trưởng đưa tay, mở vết thương trên lồng ngực của mình ra,
đưa tay mò vào trong. Vào lúc này có một hồi âm thanh khuấy trộn và kéo phát ra từ bên trong, âm thanh này chắc chắn có thể khiến cho phần lớn người có tinh thần ổn định cảm thấy khó chịu. May mà trước đó ta di chuyển vị trí trái tim sang chỗ khác, chỗ này nếu muốn phục hồi lại như cũ thì quá phiền phức. Sau khi di chuyển nội tạng trong người trở về vị trí cũ, đội trưởng lấy hai cánh tay từ trong ngực mình ra. Nhìn xem hai tay mình đẫm máu, hình như do muốn tuân theo quy tắc không lãng phí cho nên muốn đưa lên miệng mà mút. Nhưng lại vì xem xét cho sự cảm nhận của người bên cạnh, chỉ có thể để ở trước người rồi vẩy tay vài cái. Karen mở miệng hỏi, đội trưởng, ngài tỉnh táo vào lúc nào vậy? Vừa mới thức tỉnh lại, hai người chiến đấu cùng với ta đã khiến ta tiêu hao rất nhiều năng lượng, dẫn đến ông ta không có cách nào để tiếp tục khống chế ta, chỉ có thể trở nên yên tĩnh nhờ vậy mà ta thức tỉnh. Ai, còn tốt, thức tỉnh vừa đúng lúc, nếu muộn một chút, cậu đã bị thiêu chết, thật mạo hiểm đấy. Tôi không tin, tất cả mọi sự đúng lúc đều có một phần cố ý sắp xếp, đây là ngài đã nói với tôi. Được rồi, lúc đánh bại Ophelia thì ta đã thức tỉnh lại rồi. Tôi vẫn không tin. Lúc Ophelia dùng kiếm để thể hiện nghi thức chiến đấu thì ta đã thức tỉnh, chỉ có điều ta muốn chơi đùa với cô ta một cục. Dẫu sao thì ta cũng đã sớm nghe nói đảo Ám Nguyệt rất thừa thải võ sĩ cao cấp, nhất là kiếm khách ưu tú, cho nên muốn cùng cô ta bàn luận một chút về kiếm thuật. Không tin. Neo quay đầu, nhìn Karen một chút, nói, cậu cho rằng ta đang giả vờ. Không, thật ra ta đã lạc lối đấy, thật sự. Lúc hai người vừa đi ra khỏi hang động, lúc ta hét lên Irina đã vĩnh viễn rời xa ta, ta quả thật đã đánh mất chính mình vào lúc đó. Nhưng vào lúc ta hô lên Jennifer vĩnh viễn rời xa ta, ta đã tỉnh táo trở lại. Ha ha ha, người phụ nữ trong lòng ta chỉ có Irina, làm sao lại kêu lên tên của người phụ nữ khác? Còn mang theo cảm tình sâu đậm được chứ, việc mà ông ta làm khiến ta phản cảm, sau ta đã tỉnh táo lại. Cho nên, từ lúc ngài chuẩn bị ra thì ngài vốn dĩ đang tỉnh táo. Ừm, có thể nói như vậy. Làm vậy vì cái gì? Đều đã đến đây rồi, dù sao cũng phải để lại thứ gì đó, không phải sao? Để lại thứ gì? Ta đã từng nói qua, ta không thích đi về tay không. Vốn dĩ lúc đầu ta có dự cảm rằng ở nơi này sẽ có đồ vật gì đó rất quan trọng. Nhưng một điều chết tiệt đó đúng là có thứ quan trọng, nhưng lại là hồi ức quan trọng. Ta cần nó làm gì? Chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân sao? Cảm giác trải nghiệm nhân vật thực tế khi đọc truyện. Ta muốn thanh khí, muốn tài liệu quý giá, muốn bút ký về trận pháp, muốn bảo vật đáng giá phiếu điểm. Nhưng nơi này, ngoại trừ tảng đá thì là thi thể. À, còn có đám mãng xà biết xuống biển bắt cá kia, ta cũng không thể thu gom một đống mật rắn để mang về bán chứ. Ngài vẫn chưa nói cho tôi biết, ngài để lại cái gì gì. Ta chẳng để lại gì cả, chỉ để lại vết thương, nhưng để lại cho cậu đồ tốt đấy. Công chúa của đảo Ám Nguyệt vốn có ấn tượng tốt với cậu. Lần này lại có thêm tình nghĩa liều mạng cứu giúp, cậu cảm thấy tiếp theo sẽ như thế nào? Chỉ vì cái này thôi sao? Đúng, chỉ là vì cái này. Karen tức giận đến nỗi muốn cười, bây giờ anh thật sự rất muốn chỉ vào mặt đội trưởng rồi mắng to một trận, nhưng lại không mắng được bởi vì đội trưởng bây giờ không có ra mặt. Loại tiểu như nhà quý tộc như vậy, có thân phận, có trải nghiệm, vóc dáng xinh đẹp, khí chất cũng có, rất khó đánh cũng không nói đến, năng lực ở phương diện khác cũng không tầm thường, tâm tính cũng thuộc hàng đứng đầu. Khuyết điểm duy nhất cũng chỉ là bây giờ còn quá trẻ tuổi, cái thứ như tình cảm này cần trải qua năm tháng để lắng đọng và thấu hiểu. Cho nên, cũng chính vào thời điểm này là lúc phù hợp nhất để đoạt lấy trái tim của cô ta. Chờ thêm mấy năm nữa trôi qua, sau khi cô ta trở nên trưởng thành hơn ở phương diện này, cho dù cô ta có ấn tượng tốt với cậu đi chăng nữa, cũng có thể dễ dàng bóp chết cái suy nghĩ này. Chương 900, diễn viên chuyên nghiệp 2. Ngài đang ở đây truyền đạt kinh nghiệm à? Đúng vậy à, lúc trước Irina chính là như vậy, nam nữ vào lứa tuổi đó, trong lòng đều vẫn là có mộng. Đội trưởng, ngài hẳn là vẫn luôn biết rõ thái độ của tôi đối với tình cảm. Đúng vậy, ta vẫn luôn biết, nhưng cậu chắc hẳn cũng luôn biết về thái độ của ta, dù sao ta cũng thích xem chuyện vui. Sự việc càng lớn thì ta càng thấy vui vẻ, ta cũng không có ý định cân nhắc cho cảm nghĩ và sự lựa chọn tình cảm của cậu. Chỉ bởi vì ta cảm thấy việc này thú vị, chơi vui, đặc sắc, ta cứ làm như vậy thôi. Đội trưởng nói nghe ngay thẳng như vậy,
Karen thật đúng là không có cách nào phản bác. Thật ra, cậu cũng giống vậy. Neo nhìn Karen, cho rằng mình rất trưởng thành, cho là mình trải qua rất nhiều chuyện, cho là sự già dặn của mình có thể so sánh với phần lớn những người trầm ổn, hiểu được nên lấy hay bỏ. Lúc đầu ta cũng giống vậy, thật đấy. Sau đó, ta hối hận. Đừng giống như ta, thật, đừng giống như ta. Đội trưởng, đáp ứng tôi, lần sau nếu ngài lại muốn làm vậy, có thể ám chỉ hay cho tôi một ký hiệu trước. Nếu cho ám chỉ trước thì vai diễn sẽ không được chân thật. Tiểu thư Ophelia cũng không phải là người có thể dễ dàng lừa gạt. Cô ta rất thông minh, đã muốn diễn kịch thì phải diễn bằng phương pháp chân thật nhất mới sẽ không xuất hiện bất cứ lỗ hổng hay sai sót nào. Thế nhưng dùng phương pháp này, không phải cảm thấy có chút quá bỉ ổi rồi à? Đội trưởng cười cười khinh thường, cố ý sắp xếp sự ngẫu nhiên được xem là sự bỉ ổi hay sao? Cố ý chuẩn bị trước quà trước lễ sinh nhật của người khác được xem là bỉ ổi sao? Cố ý uống say để tạo cơ hội cho đối phương được xem là bỉ ổi sao? Đội trưởng vuốt vuốt vết thương đang dần dần hồi phục lại như cũ của mình, tiếp tục nói chuyện về tình cảm như này. Ở đâu ra nhiều sự tự nhiên như vậy? Tất cả yếu tố tự nhiên đều không thể rời khỏi nguyên do là từ một bên cố ý tạo ra, có đôi khi vẫn là do cả hai bên cùng ăn ý với nhau mà tạo nên. Chỉ có điều phần lớn người cũng không có điều kiện để có thể chơi lớn như chúng ta vừa rồi mà thôi. Chờ đến lần sau gặp lại tiểu thư Ophelia, cậu sẽ có thể cảm nhận được sự khác biệt của cô ta. Cậu là điểm sáng đầu tiên xuất hiện trong nội tâm, lại liều mình mà cứu mạng cô ấy, dấu ấn này là không thể nào xóa đi. Tôi cảm thấy tôi gặp lại cô ấy có vẻ không ổn lắm. Có gì mà ngượng ngùng, lúc cậu đâm một nhát kiếm xuyên qua người ta, cậu có biết là ta đang giả vờ lạc lối không? Tôi, ít ra vào thời điểm mà cậu tạo cơ hội cho cô ấy chạy trốn, cậu là thật lòng, không phải sao? Cũng không cần phải cảm thấy có gì áy náy, cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, cậu quả thật từng liều mạng mình vì cô ấy và cũng đã cứu được cô ấy, đây là sự thật. Đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn đối đãi với cô ấy một cách thẳng thắn, nói ra hết tất cả sự thật. Nói cho cô ấy biết, kẻ vừa muốn giết cô ta chính là đội trưởng của cậu, là do đội trưởng của cậu vì cố ý tạo cơ hội cho hai người. Cậu thử làm vậy xem thử xem cô ta có vì sự thẳng thắn của cậu mà cảm thấy cảm động không. Sau đó thân phận tàn dư ánh sáng của đội trưởng cậu vì vậy mà bại lộ, sau đó thân phận của cậu cũng sẽ bại lộ. Thân phận của tôi vì sao lại bại lộ? Cậu tố giác ta, còn nhờ ta giúp cậu giấu giếm bí mật à, làm người cũng không nên vô sỉ giống như cậu chứ. Đội trưởng, yên tâm đi, chúng ta đã giao kèo xong với nhau, cũng nắm chắc tâm lý lẫn nhau, trừ phi một phía cố gắng phản bội, nếu không thì đối phương cũng sẽ giữ kín bí mật này bất cứ lúc nào. Đội trưởng, ý của tôi là, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ à? Cậu cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự việc lần này. Cô ta nói cậu cứu cô ta, ngươi cũng chỉ có thể cho là mình cứu được cô ta, mà lại không cách nào giải thích, cũng không thể giải thích. Sau đó thì sao? Cậu có thể tiếp tục cư xử theo cách đúng mực của cậu, tiếp tục dựa theo phương thức đối xử với cô ta giống lúc trước của cậu, xa lánh cô ta, không đi theo hướng kia. Nhưng cô ta cũng sẽ không bởi vì sự lạnh lùng của cậu mà muốn bóp chết loại cảm giác này, ngược lại sẽ thể hiện ra một góc nhìn khác biệt. Cậu càng làm như thế, cô ta càng không thể nào quên được cậu, ấn tượng cũng càng được khắc sâu. Đội trưởng, ngài lạc đề, việc mà tôi muốn hỏi đó chính là bây giờ chúng ta phải kết thúc việc này như thế nào? Kết thúc à, rất đơn giản, trận pháp kia không phải là trận pháp dịch chuyển về đảo Ám Nguyệt. Trận pháp dịch chuyển về đảo Ám Nguyệt thật sự ở một bên khác, còn có một cái đài khác. Cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập 90 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.